vị những dấu hiệu sai phạm trật tự xây dựng lấn chiếm đất công tại Ủy ban nhân dân xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội đều rất rõ ràng, vậy nhưng lãnh đạo xã Cao Viên lại không hề xử lý. Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai thì né tránh báo chí. Trước đó, Môi trường đô thị đã thông tin về việc hộ gia đình ông Nguyễn Trọng Quá, địa chỉ tại thôn Phù Lạc, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, tự ý xây dựng nhà ở trên đất công. Ngoài công trình nhà ở của ông Quá, khu đất ở thôn Bọng Châu gần cầu thôn Trung, xã Cao Viên, vốn do Ủy ban nhân dân xã Cao Viên quản lý, cũng được cho san lấp với diện tích 2.790m2 để xây dựng khung nhà tôn, cây xăng dầu và tập kết bãi vật liệu xây dựng. Hành vi này gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Ngay trên địa bàn xã Cao Viên có rất nhiều các công trình xây dựng sai phạm trên diện tích đất công và các bãi vật liệu xây dựng trái phép. Thì điển hình thì như là ở xã Cao Viên, như hộ gia đình ông Nguyễn Trọng Quá đang xây dựng nhà trên diện tích đất công ở khu vực địa chỉ là thôn Phù Lạc, xã Cao Viên. Nhưng quá trình gia đình ông Quá xây dựng thì tôi cũng đã rất nhiều lần làm đơn gửi lên Ủy ban nhân xã và đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện để có biện pháp xử lý và ngăn chặn. Tuy nhiên thì cả Ủy ban nhân xã và đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện không có biện pháp ngăn chặn và xử lý để cho hộ gia đình ông Nguyễn Trọng Quá xây dựng đến bây giờ là từ lúc hình thành móng cho đến đổ 14 cột bê tông cao 6 mét và tường bao xây dựng xung quanh là cũng cao 6 mét. Hiện tại thì cũng đã ghép cốt pha và đan sắt. Và công trình sai phạm thứ hai thì là đây là cái thùng Bọng Châu là thuộc địa phận của thôn Trung, xã Cao Viên. Thì đất thùng Bọng Châu này là đất công do Ủy ban nhân xã Cao Viên quản lý. Thì do hiện tại công ty Minh Toàn là chủ là ông Nguyễn Trung Tuân đã san lấp 2.790m2 đất công ở đây để xây dựng lều lán, trồng cây và dựng container và làm bãi vật liệu xây dựng. Rất nhiều các công trình xây dựng trái phép khác trên địa bàn xã Cao Viên như ở Diêm Mương, La Khê, xóm chợ, thôn Đống cũng vậy, cũng là đất công và hiện nay cũng đã được san lấp trồng cây và làm bãi vật liệu xây dựng trái phép. Được biết, khu đất thùng Bọng Châu do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng vận tải Minh Toàn, đại diện là ông Nguyễn Trung Tuân quản lý. Khu đất ở Diêm Mương, Thủy Nông, La Khê thuộc địa phận xóm chợ thôn Đống với diện tích trên cả 1.000m2 đất công cũng do Ủy ban nhân dân xã Cao Viên quản lý. Vậy nhưng diện tích này lại đang được giao khoán cho một cá nhân trong xóm để san lấp và làm nơi tập kết bãi vật liệu xây dựng. Không chỉ lấn chiếm đất công, hộ cá nhân trên còn thuê thêm hàng trăm mét vuông đất nông nghiệp của người dân ở Diê Đê với mục đích mở rộng thêm diện tích cho việc tập kết vật liệu xây dựng. Phát hiện hành vi có dấu hiệu sai phạm, ngày 14 tháng 4 năm 2021, người dân địa phương làm đơn phản ánh gửi tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cao Viên và đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Thanh Oai. Tuy nhiên đến nay, cả Ủy ban nhân dân xã Cao Viên và đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Thanh Oai đều không có biện pháp ngăn chặn. Công trình nhà ông Quá vẫn ngang nhiên xây dựng. Ngày 15 tháng 11 năm 2021, người dân tiếp tục làm đơn tố cáo ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cao Viên có dấu hiệu buông lỏng quản lý đất đai, thiếu trách nhiệm trong việc ngăn chặn và xử lý vi phạm trật tự xây dựng gửi tới Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai. Sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, phóng viên Môi trường và Đô thị đã đặt lịch làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, ông Bùi Văn Sáng có nắm bắt nội dung vụ việc và đã chỉ đạo ông Sơn, Chánh văn phòng huyện Thanh Oai tiếp báo chí. Tuy nhiên nhiều lần phóng viên tìm cách liên lạc, gọi điện thoại và nhắn tin cho ông Sơn nhưng vị này không có phản hồi. Phóng viên tiếp tục liên hệ với ông Lộc, đội trưởng trật tự xây dựng về loạt dấu hiệu sai phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã Cao Viên. Rõ ràng đây là lĩnh vực ông Lộc quản lý nhưng vị này lại nói rằng không nắm được về vi phạm ở Cao Viên rồi tắt máy. Nhiều ngày sau đó, phóng viên chủ động điện thoại, nhắn tin cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chánh văn phòng và cán bộ trật tự xây dựng huyện Thanh Oai. Cái phóng viên nhận được không gì khác ngoài sự im lặng, né tránh. Trước đó, ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cao Viên đã thừa nhận đất nhà ông Quá, nguồn gốc và mục đích sử dụng vẫn là đất đồng.
vị chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho rằng việc đúng hay không đúng là về mặt thủ tục, về mặt nhà nước, đấy là việc quá khứ để lại, đúng cũng được, không đúng cũng được, không sao cả. Người phản ánh chỉ là một góc độ, còn người dân mới là người phản ứng, vì nhà thì làm được, nhà thì không làm được. Cũng tại buổi làm việc, ông Thái cho biết sẽ gửi thông báo tạm dừng thi công để giải quyết đơn thư. Nhưng thực tế, từ thời điểm đó đến giờ, công trình nhà ông Quá vẫn ngày đêm gấp rút hoàn thiện. Biện minh cho bãi vật liệu xây dựng gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Chủ tịch UBND xã Cao Viên cho biết, xã đang trong quá trình quy hoạch nên mỗi thôn đều có một bãi vật liệu xây dựng để phục vụ cho việc xây dựng của thôn. Song bên cạnh đó, có một số bãi là thùng ao ngày xưa được tận dụng nhưng về mặt thủ tục quy trình thì chưa đảm bảo. Sắp tới chúng tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ để chuyển hóa cho các bãi đó. Quản lý đất đai, trật tự xây dựng là trách nhiệm của chính quyền địa phương, từ Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân huyện tới xã. Để xảy ra sai phạm, rõ ràng người đứng đầu là cơ quan quản lý phải có trách nhiệm xử lý. Do đâu khi phóng viên tìm hiểu về tình trạng lấn chiếm đất công xây dựng trái phép tại xã Cao Viên, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai lại né tránh, không trả lời theo luật báo chí. Với cách làm việc này của chính quyền địa phương, liệu ai sẽ đứng ra bảo vệ tài sản nhà nước và quyền lợi công dân? Môi trường và đô thị sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị.